về. Đó, mẹ con bóc cho mẹ đi. Nào nào, ôi trời ơi, khỏe chưa? Đấy, con bóc cho mẹ đi. Xem mà quà hàng gì nè, hàng gì nè. Nào dưa hấu mang, bóc ra cho mẹ, bóc ra cho mẹ con, bóc ra. Thôi không chạy. Bóc ra xem cái gì nào. Hàng con đặt ở trên Shopee đây mà. Con mở ra cho mẹ nào, con bóc ra cho mẹ. Đấy. Bảo bóc ra cho mẹ. Thôi run lên, bóc ra cho mẹ, bóc ra cho cái gì nào. Ai gửi đấy, mẹ nghe tiếng gửi ở đâu đấy. Đấy, ba anh em bóc ra cho mẹ, bóc ra, con bóc ra. Chân ngã của thân. Đấy, vừa anh run đấy, không cho anh run lấy ấy. Chết rồi. Thôi con ngồi được, con bóc ra cho mẹ. Ơ kìa gừ kìa, gừ anh run kìa. Ô dạo này dưa hấu cũng gấu cho phết đấy nhỉ. Gừ cái lông dựng lên kìa. Ê, lông dựng này, định làm gì anh? Thôi dừng lại. Con bóc ra cho mẹ nào. Ấu mang ra. Rồi. Run đây. Bóc ra. Rồi bóc ra cho mẹ. Bóc ra con. Bóc ra xem cái gì ở trong đấy. Rồi. Rồi. Cái này cục này nặng lắm. Ấu mang đây. Thôi, nào bóc ra cho mẹ xem là hàng người ta chuyển đến đâu. Có đúng mẹ đặt không? Hấu ơi, mang đây con. Mang đây. Đấy. Nào đây này, đưa xem nào. Tất bật lắm. Chả bóc hàng xem là có cái gì ở trong mà cứ cắn chạy vòng quanh nhà này, khổ. Một lúc nữa là gói hàng sẽ tung ra xem là xem mẹ đặt mua cái gì nào. Thôi mẹ đặt mua cái gì cho con nào. Thôi mệt chưa, ngồi xuống. Đấy. Xoay vòng tròn. Rồi, đấy. Thế con nằm đấy, con bóc ra cho mẹ đi. Bóc ra. Nào em bóc ra xem cái gì nào. Bóc ra. Đấy, đúng rồi, bóc ra. Chạy chán mệt rồi, con bóc ra cho mẹ. Ừ, xem có cái gì ở trong nào. Cô chú xem cháu bóc hàng về cho mẹ cháu đây. Mẹ cháu mua hàng về. Nhờ dưa hấu bóc. Ôi dồi ôi thì chết rồi. Ôi dồi ôi thì chết rồi. Cái gì ở trong nhỉ, dưa hấu nhỉ. Thích bóc đồ lắm. Con nhảy lông ra nhá, không ăn đâu nhá. Đây, cô chú xem mẹ cháu mua cái gì cho dưa hấu đây này. Đấy, sợ chưa? Đây, gói hàng đã lộ diện rồi. Đây. Úi giời, thôi xong. Đặt coi như là một thùng, một gói toàn dép cô chú ạ. Nhà cháu hết sạch dép rồi. Đấy, thôi xong. Nào bóc tiếp ra cho mẹ nào. Bóc ra xem là người ta vận chuyển hàng đến có đúng không nè. Thôi mang đây. Thôi ngồi đấy, bóc ra nữa đi. Bóc nữa xem nào, xem hàng người ta đưa cho mẹ xem đúng không nào. Ở đây, đấy. Thu một đống dép cho cô chú này. Bóc ra, bóc cái gói hàng ra. Xem là mấy đôi, úi dồi,
Đấy, nhiều đôi đẹp quá. Đây, cả nhà hết sạch rác rồi, đi mua rác thôi. Chơi con nhai gì đấy, con ăn gì đấy không được nhả ra nhá. Đấy, giờ bóc hàng ra mà cuối cùng như thế này đây cô chú ạ. Đấy, đi dọn một trận đây. Xem đủ đôi dép chưa, mẹ đếm thế nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 đôi, đúng rồi. Đấy. Đấy, nhờ bóc quà một tí thì bóc một tí thì như thế này đây. Úi giời ơi, thằng bé được việc quá nhờ. Thôi nhá, mẹ vừa mua về mới thôi đấy nhá. Đấy, sợ chưa, thôi bây giờ mẹ đi dọn nhá. Này, ôi giời anh run ơi. Đấy, dép ở nhà đi nhá, không phải là cắm đâu nhá. Thôi, thôi, mẹ dọn đây. Đống dép của chú ạ, buồn cười quá.